Em xin chào mọi người. Em xin chào các anh. Em xin chào chị. Wow, studio bự quá trời luôn. Cái đèn cũng bự nữa. Trời ơi, đây là lần đầu tiên Mina hát live ở cái studio hoành tráng như vậy luôn, nên là cũng có chút hơi quấy mèo mèo. Nhưng mà hy vọng là tí nữa Mina sẽ làm ok. Mina live tại Zlab, take one. Let's go. Mùa hè năm ấy, take 4. Mà cả sao anh lên tiếng nói
chỉ là bạn bè thôi. Đôi khi chuyện trò, đôi khi rap story nhau. Lâu lâu gặp mặt buồn mấy câu anh ở đâu. Một chiều nắng nhạt, tự dưng trái tim em như rộn vang. Lũ bên nhìn mây trôi nhẹ nhẹ điều hiu gió. Mọi người